Ok anh hay tin anh sang. Bây giờ em đang ở trong cái game Agri Hunter nè. Bây giờ chơi sao? Ok, chúc mừng em đã giờ thành công cái game Agri Hunter này rồi nha. Trong cái game này em chỉ cần cái phi đao, cầm cái phi đao mà không tới mục tiêu, tiêu diệt cái địch. Thì đến cuối cái game này em sẽ tiêu diệt một cái boss rất là hùng mạnh luôn. Em nhớ cẩn thận đó nha. Em cầm phi đao không nói nè thầy ơi. Ôi, không nói được nè. Em không nói được rồi. Ôi, em thành công rồi, em đã tiêu diệt một con boss. Cẩn thận nha Tinh Tinh Xin, sắp đụng trầm cuối rồi đó. Đụng trầm cuối rồi thầy ơi, nó mạnh quá. Ôi, bây giờ không chết luôn. Oh yeah. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ cùng giải trí với một trò chơi có tên là Agri Hunter. Trong trò chơi này mình sẽ trở thành một siêu anh hùng để đi giải cứu thế giới nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu thôi. Đầu tiên vô thì mình đang cầm một cây đao rất là dữ tợn. Ok đi chuyển. Ồ mình tập di chuyển để lát nữa đi vô gặp địch mình có thể tấn công nha. Rồi bây giờ bắt đầu thôi. Đi vô pháo đài thôi nào. Ok bây giờ là mình sẽ chọn con thú này để quánh nha. Oh yo, trời ơi, cái cây này không phải cây đao, cái này là cây phi tiêu các bạn ơi. Oh no, hả, trời ơi, nó chết không hay luôn đó. Bạn đã tăng một cấp hay cho một kỹ năng. Ok, đây có đạn lửa, bắn bật từ, bắn chéo, chọn nào ta. Bắn chéo này chắc ngon rồi, thấy ba tiêu luôn nè. Rồi, bắn thêm hai viên đạn hình chữ B. Ôi ôi, bắn ghê quá. Trời ơi, mấy con, trời ơi, chạy không kịp nó bắn, mình sau lưng rồi. Làm sao, làm sao. Quá hay quá. Thôi. Rồi. Còn kỹ năng nào ta? Kết liễu, bắn ngang, bắn chí mạng. À, mình thích bắn ngang đi. Trời ơi thì quá trời viên đạn bắn ngang sang hai bên. Rồi, coi nó ra sao nha. Ôi trời ơi, nó bắn quá trời bắn. Ui. Ôi trời nó với mình. Thôi, này này là mình phải chạy một cái là mình phải dừng một cái lại bắn. Đó. Hay là dừng. Đó. Ồ, có chiến chiêu chiến thuật rõ ràng. Đó. Yeah, bom mèn rồi. Vô vô vô. Bên trái hay bên phải đi ta? Rồi, mình thích bên phải, mình thường tay phải mà. Ôi trời ơi, chọn bên phải sai lầm rồi. Hai cái đồ quá nó ghê quá. Còn không sao, có được gì từ từ. Ấy, cái đồ được. Chạy nhanh quá. Rồi, nhưng mà sao có cái bức tường này nè. Mình bắn cái mình đứt. Ôi, chưa vô đó. Ôi. Đó. Rồi, lúc sau mình chạy ra bắn. Đó. À, hay quá. Rồi. Yeah. Rồi mày ơi, bạn này tăng cấp hay cho một kỹ năng. Bắn đôi đi. Yeah. Tính bắn đôi. Nãy bắn tầm lâm viên. Trời ơi, bắn quá tờ viên luôn nè. Ôi trời, tôi thật hết. Bắn ngay gì mà nó không sao luôn. Ôi. À, nó hình lái ngoài này rơi. Rơi. Ôi, hãy còn lại viên nè. Trước nó giếng mình làm sao nó bắn á. Thì quá. Làm sao. Mình có cái chiêu vừa trả vừa bắn. Vừa trả vừa bắn. Ôi bên đây bên đây. Rồi mà đi nhảy đi. Ây ôi đồ 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 đồ. Ôi bạn ơi. Ôi. Ôi chú vô. Ôi nó giếng mình vô kẹt luôn ơi. Rồi sao sao. Ôi con men. Bắn bật tường. Đạn lửa khiên đôi. Bật tường đi. Mình có nhiều viên quá rồi. Mình bật tường cho nó chạy ra mới giữ. Quá xuất sắc hả. Mình thích chơi xuất sắc lắm. Ồ, chọn một kỹ năng để đổi lấy một kỹ năng. Kỹ năng gì ta? Không, kỹ năng nào mình thấy cũng ok hết. Không cần đổi. Yo, thành chơi biến, trong chơi biến thì có gì ta? Ồ, 50 viên ngọc hả? Ồ, mình không biết ngọc là gì. Đi tới luôn. Rồi, gặp đối thủ rồi nè. Chuyển luôn. Ôi ôi, bắn vào tường ghê quá. Trời ơi, nó bắn như xin hê luôn. Bắn vô tường rồi nó phóng ra ngoài. Trời ơi. Kiểu gì địch nào chịu nổi. Kiếm ngưỡng. Ôi địch nào chịu nổi lắm ghê thiệt chứ. Ôi nè. Ôi không phải khinh thường bọn địch này được. Khinh thường nói nó sẽ địch mình được. Ok. Rồi bay lượng tăng sát thương. À mình thích tăng sát thương hơn. Bây giờ mình có nhiều viên đạn rồi. Ok. Đợi luôn. Oh no. Trời ơi cái gì mà bắn súng ra một người vậy. Rồi chết hết rồi. Rồi tiếp theo. Tiếp luôn. Vô mang. Ôi. Mình là phải lấy nhạc. Mình tập trung cái đèn chung ra. Nó bắn gì nó bắn. Rồi đó. Rồi mẹ với miên. Qua bên đây. Mình thích dấu cộng hơn. Ôi chị xinh đẹp ơi. Wow. Cô gái xinh đẹp. Đúng là xinh đẹp. Chọn trị thương và một kỹ năng.
Mình đầy máu không kỹ trị thương đâu, mình chọn kỹ năng sát thương. Ok, diệt boss nha. Thôi, giai đoạn quan trọng. Ôi trời ơi, con boss nhìn thấy ghê quá, nó cầm cái kiếm nó còn có cánh nữa. Ôi trời ơi, no, phải chạy. Ok, ông máu của nó nãy giờ không thấm luôn. Ôi trời ơi, nó bắn cây đau quá. Ây da, chạy. Ôi, chạy, mình phải vừa chạy vừa bắn mới được. Bây giờ là mình phải có chiêu. Ôi, cái ông máu sao hết rồi kìa, cố lên. Ôi ôi, sắp tiêu diệt luôn đó rồi. Oh no, yeah. Thoát tim, cuối cùng cũng đã tiêu diệt được boss. Chọn kỹ năng gì đây? Hãy thêm mạng đi. Ok. Bắn dây chuyền. Rồi ok. Mình đã ôi nó cho cái súng này nè. Vô, kỳ đao luôn. Wow, mình đã qua màn rồi. Cuối cùng mình đã chiến thắng được cái game này rồi. Rồi nếu các bạn thích video này đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký nha, để cho mình có nhiều động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.